Vâng, Đức Hiền xin kính chào toàn thể anh em đam mê chế cháo về âm thanh. Hôm nay em xin hướng dẫn với các bác độ chế một cái loa tép neo. Loa tép neo với phân tần cực kỳ đơn giản và dễ kiếm anh em nhé. Đó, đây một chiếc loa em vừa mới độ chế cho khách hàng xong thì tiện quay lại video cho anh em xem. Đây còn tép neo bi anh em nhé. Cái phễu này rất là đặc biệt này. Phễu có hình dạng rất là kỳ dị luôn. Chia dưới bé trên to và hai đầu loe ra tạo cho chúng ta một nhìn rất là thẩm mỹ và độc lạ anh em nhé. Nguyên phụ liệu gồm có để chế cho nó một chiếc loa thì nó rất đơn giản thôi. Trước khi vào chế em sẽ mở nhạc lên cho các bác nghe âm thanh của nó cái. Đấy, âm thanh rất là mượt anh em ạ, đẹp rất là hay luôn. Linh kiện gồm 3 thành phần thôi, chở tụ và cuộn cảm. Thế, để một con thành phẩm ra đây nhá anh em nhá. Bây giờ nguyên liệu gồm có này, một cái miếng gỗ cắt ra, hai đinh vít bát hai dây đồng. Ở linh kiện tiếp theo gồm có một chở công suất 20W 10 ohm. Ok. Một con tụ. Con tụ này có chỉ số 1,5 mi 400V. Ok chưa? Thì cuộn cảm thì anh em không quấn được thì anh em có thể sưu tầm những cái bếp từ cũ. Đây có bếp từ cũ em vừa nhổ cái cuộn cảm nó nằm ở đây này. Nhổ ra thì gắn nó vào đây. Đấy, cuộn cảm đấy. Thì cái phân tần thứ hai này thì em sẽ cũng kiếm được cái bếp từ cũ đây. Đây cái bo bếp từ cũ này. Thì bo nào bếp từ nó có một cái cuộn cảm như này. Anh em cứ lấy ra phệt vào là chạy ok. Tép nhuyễn hay, không chói tai. Cực phê luôn, cực phiu luôn anh em nhé. Đấy, sau đây em sẽ nhổ cái này ra và đấu cái loa tép vào. Cái loa tép neo thì bên Đức Hiền Audio có bán sẵn nhé. Đây tép neo này. Hàng nguyên hộp luôn đấy anh em ạ. Cực kỳ là nghe hay nhé. Tép neo giờ em không độ chế tép thường nữa đâu. Tép neo rất là nhỏ gọn nhẹ này, chất âm của nó thì thôi rồi luôn, nghe hay cực kỳ luôn đấy. Một tay quay một tay bóc ra là hơi lâu nhỉ. Đấy, bi sáng choáng, bi sáng không à, bi sáng choáng luôn. Tép này nghe cực hay thôi, côn của nó cũng 44 anh em nhé. Đấy, đây là cái tép họng tép bình thường họ bán trên thị trường đây. Đấy, cái tem này bán thị trường thì em đã phải cắt ra để cho nó mang cái dáng hình độc lạ và phù hợp với cái thẩm mỹ của anh em chơi audio để lên trên loa. Thì công cuộc cắt buổi sáng đây này. Đấy, những chiếc phễu này thì bên em đã gia công lại cho khách hàng. Cắt hết ra, sợ quái nhỉ. Đấy, cắt hết ra để nó tạo ra một cái mẫu mã nó bắt mắt, nó đẹp. Và trang trí lên một cái chiếc loa nó, cái loa nằm nó nhỏ gọn thì nó xinh hơn. Nhưng mình để một cái phễu to đùng lên này trên loa thì nó mất tính thẩm mỹ, nó không đẹp anh em nhé, nó chồng chành. Thế thì bây giờ nó gọn đẹp như này, để lên loa nó cũng đẹp này. Đấy, để lên cái loa nằm BMB hoặc loa gì cũng được, để lên nằm nó đẹp lắm anh em ạ. Thì bây giờ bắt tay vào chế cháo nha anh em nhé. Tiếp theo là phải dùng để cái loa kép ra một bên nhỉ, dùng một hang này nhổ cái cuộn dây này ra thôi. Cắt cái dây phít của nó đi, dùng một han nhổ cuộn dây ra nha anh em nhé. Ok, đã nhổ xong. Qua cái này coi như bỏ luôn này. Rồi chỉ lấy lại mỗi cuộn hàm ra thôi. Đấy, lấy cuộn cảm chế vào đây thôi, đặt vào đây. Ba thành phần đặt như này là xong. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đây là con chở 20W 10 ohm này, sẽ đấu được nối tiếp với tụ một đầu này. Đầu này sẽ nối vào với tụ này. Anh em cứ làm như em là chép kêu ok, chuẩn nó vào luôn, không phải hàn. Đó, đầu thừa này chúng ta gập vào đây. Ok chưa? Đó, cơ bản là gần xong nhá.
rất đơn giản thôi. Đầu của tụ này bẻ ra, để hàn chung vào với cái cuộn dây này. Chúng ta phải đo cuộn dây này nhá. Cuộn dây này nó nguyên trở kháng khoảng tầm 10 ohm là ok. Cuộn dây này là cuộn dây có lõi ferrite anh em nhá. Chúng ta phải đo cuộn trở kháng cuộn dây nhá. Nếu cuộn dây lớn quá là nó không cắt được cái tép, là hai trái tép anh em nhé. Đấy, con này là 5 ohm, thôi chấp nhận được. Chúng ta sẽ hàn vào đây. Hàn một đầu vào một đầu cuộn dây của con cuộn cảm ấy nhá. Đây là cái loa tép này, nó bóc ra này. Đấy, thì mỗi một cái loa tép nó kèm theo chúng ta 4 con ốc như này. Để chúng ta bắt vào cái họng kèn nhá anh em nhé. Bắt 4 con ốc vào cái mặt bích này để nó liên kết với cái loa tép. Sau chúng ta sẽ bắt họng vào. Đây là một cái họng này, em cũng vừa cắt xong này. Các bạn nhìn này, chưa đâu. Họng rất là đẹp nhá. Rất là độc lạ luôn. Đấy, sau khi bắt chặt cái mặt bích này vào thì là chúng ta sẽ đặt vào cái giá này nhá. Rồi là cái giá này là bắt ốc vào là ok này. Đấy, xong cơ bản phần lắp cái củ tép vào cái giá đỡ này nhá anh em nhá. Đấy, các bác thấy không? Em đã vừa bắt xong này. Vừa bắt xong nó vào rồi nhá. Đấy, rất đẹp nhá. Bây giờ bạn thử cái phễu vào nhìn xem chất chưa. Đấy, đã chất rồi nhỉ, các bác nhìn chất không? Quá chất luôn. Đấy. Đấy, thế là có một đôi tép để trang trí lên trên loa cực kỳ chất, và cho ra chất âm cũng cực kỳ là phê luôn anh em ạ. Và tiếp theo phần gắn phân tần anh em nhé. Rồi phân tần thì dùng một sợi dây này. Dây màu đỏ là dây dương anh em nhé. Dây màu đỏ là dây dương thì chúng ta kẹp luôn vào cực dương của loa tép này. Kẹp luôn vào dương trên loa tép này. Đấy. Cái cực dương này sẽ được nối vào đầu tụ luôn anh em nhé. Nối thẳng đầu tụ luôn. Ta bẻ cong cái đầu có tụ này vào để ta kẹp vào cái đầu này cho nó dễ hàn anh em nhé.
luồn đây cho nó gọn này. Đấy, chúng ta nối vào đầu còn lại của loa tép này, của quần cảm này nhá. Hàn luôn cho chắc ăn. Đấy, cơ bản xong nhá. Bỏng quá. Bây giờ test luôn này. Đây, đây hai cái dây của ly đang chạy cái loa tép kia. Đấy, chập dây tí chạy. Dương nối đầu con trỏ nhá, dây dương nối đầu con trỏ này. Dây âm nối vào loa tép này. Chung với chung cọc này này. Đấy, đã kêu rồi. Ta kẹp tạm đây nhá. Hay chưa? Rất đơn giản mà tép theo hai anh em nhé, không sợ cháy đâu ạ. Đấy. Tép có độ hếch hếch lên này. Làm lắp phễu nhá. Đấy, loa tép có nó có một cái độ chết lên này, chết lên thì rất chi là chết chơi luôn, nhìn rất là đẹp nhưng đẹp mắt nhá, đẹp kêu rất hay luôn. Đấy. Tép không bị vỡ tiếng mà tiếng nó rất chi là nhuyễn luôn. Đấy, một đôi tép như này chúng ta để lên cái đôi loa nằm hoặc đôi loa đứng đều rất chi là đẹp, nhỏ gọn. Do miệng phêu đã được cắt tỉa đi rất chi là gọn này. À, chiếc quả tiễn lưu đạn nhé anh em nhé. Quá hay luôn. Anh em có xem video mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Đức Hiền nhé. Like kênh và chia sẻ kênh cho Đức Hiền Audio để Đức Hiền có động lực làm những cái video hay hơn về âm thanh. Để cho anh em cùng chơi và cùng trải nghiệm và chia sẻ rộng rãi cho anh em biết. Thì tiện bên em cũng có những cái dòng chiếc neo bi và neo khối bán và những hệ thống âm thanh rất chi là nhiều. Thì hôm nay tiện em quay lại clip để chia sẻ cái kết nối loa tép, đấu loa tép cho anh em chơi trên trong gia đình cũng như là âm thanh ngoài trời. Thì mọi chi tiết anh em không hiểu hãy liên hệ ngay với số điện thoại 032 770 9495 để được Đức Hiền tư vấn trực tiếp anh em nhé. Video của em đến đây cũng là kết thúc. Chúc anh em có sức khỏe tốt và thành công nhiều tiền. Ok, xin cảm ơn.